Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng một cái chương trình bán hàng miễn phí. Thì đây là cái chương trình nó có tên là Vshop Plus. Thì nó có hai phiên bản miễn phí và cái phiên bản trả tiền. Thì phiên bản miễn phí nó sẽ bị giới hạn một số tính năng so với phiên bản trả tiền, nhưng mà đối với một cái shop nhỏ hay là một cái công ty nhỏ thì cái chương trình này nó cũng tương đối là đầy đủ. Còn nếu các bạn muốn sử dụng đầy đủ hết tất cả tính năng thì có thể bỏ ra một ít tiền để mua cái phiên bản đầy đủ hơn. Thì đây mình chỉ giới thiệu cái phiên bản miễn phí thôi. Thì để tải chương trình này là mình đầu tiên mình copy cái tên rồi vô trang web nhập vô. Vô trang này nè, bấm vô tải về. Chỉ có 180 MB thì chương trình này cũng khá là hay, khá là đầy đủ. Thì mình cũng tìm trên mạng nhiều rồi, đa phần các chương trình hiện nay đều là chương trình phải trả phí hết. Còn mình thấy họ ghi là miễn phí nhưng thiệt ra là chỉ miễn phí được vài ngày hay là một tháng gì đó thôi, còn lại là sau thời gian đó là mình phải trả phí. Mà đối với chương trình này là mình được miễn phí mãi mãi luôn. Còn nếu mình muốn sử dụng phiên bản chuyên nghiệp hơn thì mình bỏ ra một ít tiền mình mua cái bản có trả phí. Thì nó trả hình như là theo thời gian thì phải, nhưng mà cũng không cao lắm, khoảng 3 triệu gì đó là được khoảng 10 năm gì đó, thì nó cũng không có mắc lắm. Thì tuy nó không chuyên nghiệp bằng một số chương trình khác nhưng mà nó cũng khá là đầy đủ. Rồi tải xong rồi đó. Thì bây giờ mình đã mặc định cái tải cái chương trình này ra vào desktop, thì nên là nó sẽ chạy ra desktop. Còn nếu một số bạn không biết nó nằm ở đâu thì sau khi nó tải xong á, mình vô trong cái trang mình vừa mới tải là Google Chrome nè, mình bấm vô cái mục là tải về nè, thì nó sẽ hiện ra cái mình vừa tải về. Thì bấm vô cái show in folder thì nó sẽ chỉ ra cái nơi mà mình vừa tải cái file nó về nằm ở đâu. À, thì mình có thể copy cái file đó rồi copy rồi bỏ bất kỳ nơi nào các bạn có thể dễ kiểm soát. Còn đây mình đã ra về desktop rồi thì mình thấy luôn. Giờ mình tạo ra một cái folder mới nè, bỏ nó vô. Thì bây giờ để cài đặt thì mình giải nén nó ra, cắt đây nè, cài luôn. Rồi cài đặt thì mình nhấp vô, nhấp trái vô, nhấp đất vô, thì nó hiện đối với Windows 10 nó hiện ra cái bản này. Ý là một số cái chương trình mà người ta viết á là nó không có cho chạy, mặc định là không cho chạy, nhưng mà mình muốn chạy được mình bấm vô đây run anyway nè. Cái này không phải là virus nha. Rồi bấm đồng ý tiếp tục. Thì nó mặc định là OD, tên chương trình là như thế này. Thì mình có thể thay đổi nhưng mà mình nên để mặc định đi. Rồi tiếp tục, nó báo là trong OD một cái thư mục này đã tồn tại, bạn có muốn cài đặt vào thư mục bỏ nó bằng mọi giá? Vâng, yes luôn, tại vì mình đã cài một lần rồi cho nên giờ cài lần thứ hai nó mới báo cái đó. Còn nếu các bạn cài mới thì chắc nó không báo đâu. Tạo biểu tượng desktop, tạo biểu tượng nó khởi động nhanh.
body cũng được, tạo trên desktop thôi. Nét cài đặt thành. Nó báo là cơ sở dữ liệu của này đã tồn tại. Bạn có muốn tạo lại dữ liệu mặc định hay không? Yes. Tại vì mình muốn hướng dẫn mới hoàn toàn nên là mình tạo lại cơ sở dữ liệu luôn. Tại vì cái mình đã cài một lần rồi, nó có cái cơ sở dữ liệu sẵn. Nên là lần này mình cài thì nó sẽ báo như thế này. Còn nếu các bạn cài mới hoàn toàn thì có thể nó sẽ không báo với bạn đó. Rồi, bây giờ password á. Thì admin thì lúc đầu mình mới vô thì mình cũng đăng nhập với người dùng là admin, password là admin luôn. Admin mình gõ y chang cái chữ ở trên đó. Đó. Admin nè. Đó. Đăng nhập vô. Rồi. Nó báo là tên cửa hàng. Thì cửa hàng mình tên gì thì mình ghi vô, ví dụ mình cửa hàng mình tên là Like đi, ghi Like vô. Rồi địa chỉ, thì cửa hàng mình ở đâu thì mình ghi ở đó, ví dụ là ở Sài Gòn đi đó. Thì điện thoại thì mình có đại vậy đó, gọi cái số điện thoại của mình ở đây thì mình mình gọi đại để mình hướng dẫn thôi. Email, gọi email cá nhân của các bạn nha ha. Rồi website nếu có thì điền vô, không có bỏ đi. Đây mình hướng dẫn thôi nên thông tin này mình điền đại khái luôn. Rồi nó ra cái cấu hình tùy chọn này, ai biết thì cấu hình, còn ai không biết thì tắt đi, không quan trọng lắm. Rồi thì ở đây nó sẽ mặc định cái quyền quản trị của cái chương trình đầu tiên, đó là Nguyễn Văn A. Thì cái nhân vật Nguyễn Văn A này là cái nhân vật mà chương trình khi người ta tạo ra, người ta tạo sẵn, mình muốn tạo lại, mình muốn sửa lại cũng được. Thì để mình coi mình đã tải chương trình rồi nè, cài chương trình rồi nè, đăng nhập chương trình rồi nè. Rồi bây giờ mình thiết lập quyền quản trị chương trình. Rồi. Bây giờ tùy cái mục đích sử dụng thì mình có mình vô danh sách, mình vô bắt đầu đi, hệ thống bắt đầu nè. Thì bây giờ để sử dụng một chương trình thì thường lúc nào cũng đòi hỏi cái đầu tiên, tức là cái quyền quản trị đối với chương trình đó là ai. Thì đối với cái phiên bản này là phiên bản miễn phí thì cái quyền truy cập này nè thì nó là mặc định, nó không cho mình sửa, nhưng mà mình có thể thay đổi được trong cái nhân viên này nè. Tức là cái nhân viên đặt mặc định là nhân viên Nguyễn Văn A này nè. Mình bấm nhân viên Nguyễn Văn A. Thì cái nhân viên này là đầu tiên của hệ thống người ta tạo ra, mình muốn sửa lại theo ý mình cũng được. Thì cái để sửa thì mình bấm vô sửa nè. Thì cái nhân viên này là đóng vai trò là admin của cái phần mềm này. Thì nhân viên này có quyền là toàn quyền. Đó. Tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, cái này mình có thể sửa lại tùy ý mình cũng được luôn. Mình ví dụ này không phải là Nghĩa Quân A nữa, mà người này tên là Lại đi đó. Loại nhân viên là bán hàng, mấy này mình thích thì sửa, sửa theo thông tin của mình cũng được, còn không thì ở đây mình để mặc định cũng được, không quan trọng. Nếu như ai không quan trọng lắm để mặc định gì cũng được. Rồi ví dụ như hồi nãy cái password là admin đúng không, bây giờ mình muốn thay đổi password lại, mình thêm số 1 chẳng hạn đó,
lưu lại. Rồi bây giờ mình đăng xuất ra, đăng nhập lại coi nó có thay đổi chưa nhé. Giờ mình đăng xuất nè, nhập vào đăng xuất, bấm vào hệ thống, bấm đăng xuất nè. Thì người dùng đó là admin, nhưng password là admin. Bây giờ đăng nhập không đúng đúng không? Rồi thêm số 1 vô nữa. Đó. Là nó mới vô được. Thì để sửa lại mình bấm vô dưới góc tay phải nè, bấm vô chữ like nè. Bấm sửa. Thì mình bỏ số 1 đi chẳng hạn. Đó, lưu lại. Rồi, đăng nhập lại thử ha. À, đây mình à, đây mình. Ok. Rồi thì cái đó là cái quyền quản trị đối với cái chương trình này. Nếu như ai muốn thay đổi thì thay đổi, ai không muốn thay đổi thì để mặc định gì cũng được. Rồi nếu như mình có một nhân viên trong quán và mình muốn người này đăng nhập vào hệ thống và chỉ sử dụng những quyền hạn của một nhân viên thôi, còn đây là quyền hạn của một chủ cửa hàng, thì các bạn có đầy đủ quyền đối với những cái nào mà đây nó tô đỏ ra là mình có quyền nè đó. Còn đối với một nhân viên thì cái quyền nó sẽ ít hơn. Đây mình ví dụ mình tạo ra một nhân viên nha, vào danh sách nè. Danh sách ở đây là chỉ có một người tên là Lai nè. Cái người này là có toàn quyền. Thì bây giờ mình muốn tạo ra một nhân viên nữa, mình muốn thêm. Thì mã nhân viên đó thì từ ví dụ nhân viên đó là tôi chẳng hạn. Tên là Dung chẳng hạn. Đó. Thì ví dụ người này là nhân viên. Rồi, mã nhân viên để nó tự làm cũng được, mình tự đặt cũng được. Rồi, nhân viên bán hàng thì nếu là một nhân viên thì nó sẽ mặc định thường là quyền hạn chế, hoặc là mình thích mình cho người này toàn quyền cũng được. Đó. Nhưng mà đối với nhân viên thì mình để quyền hạn chế. Nên nha. Để quyền hạn chế, còn nếu để toàn quyền thì họ vô họ thay đổi cái gì cũng được hết. Rồi lưu lại. Đó thì ở đây à mình quên thử sửa tên đăng nhập, tên đăng nhập vẫn là admin. À, tên đăng nhập là Dung đi. Password 1, 2, 3. Ví dụ vậy. Thử password 1 nó chịu không? Lưu. Truy cập. Quyền truy cập buộc phải chọn. Hạn chế. Lưu. Rồi, bây giờ mình thử thoát ra, mình đăng nhập với cái quyền Nguyễn Thị Dung ha. Đăng xuất dùng luôn à, bắt buộc là số 1 đăng nhập. Ok đó. Thì đối với quyền của một nhân viên thì thứ nhất là họ không có quyền truy cập vào cái chỗ nhân viên đã tạo nè. À, quyền truy cập vô vô đây, nhưng thực ra đối với admin hay là nhân viên gì thì đối với cái bản miễn phí này cũng thay đổi cái này không được, cho nên là họ có vô đây họ cũng không sửa cái gì được. Nè. Thì họ có quyền đối với đăng ký sản phẩm, nhập hàng gì nè đó. Những cái này, những cái nào mà nó bôi đỏ lên là nhân viên có quyền thực hiện nè đó. Đó, nhân viên chỉ có làm được mấy cái này thôi. À, báo cáo cũng không được coi ha, phiếu thu phiếu chi vậy là nhân viên không được ha. Thì mình
mình sẽ đăng xuất lại cái quyền admin, cái quyền chính trong này để làm việc. Đăng xuất, mình đăng nhập lại cái quyền chính này. Admin. Giờ quyền này là quyền của like, là quyền chính nè. Thì bây giờ cái bảng này á, là cái bảng mình vừa cài vô là nó có hạn sử dụng là ngày 20 tháng 4 năm 2021. Thì bây giờ mình bỏ cái giới hạn này đi bằng cách nào? Thì mình vô, bấm vô cái dòng này, thì mình bấm đăng ký. Thì trong đăng ký này, nếu như mua bản quyền thì nó sẽ gửi cho mình cái bản quyền. Cái này là mình phải liên hệ riêng với người sản xuất cái chương trình này. Còn đây mình muốn sử dụng bản miễn phí thì mình bấm vào chữ miễn phí, bấm đăng ký. Đó, đó là phiên, bây giờ nó hiện là phiên bản miễn phí không giới hạn thời gian sử dụng nè. Thì đây cái ngày tháng nó nhảy là ngày 1 tháng 1 năm 2021 gì đó, nhưng mà cái bản này hiện tại là bản miễn phí rồi. Rồi bây giờ mình bắt đầu với việc là tiếp theo là mình khai báo mã hàng. Rồi giờ mình sẽ nhập sản phẩm đầu tiên, ví dụ như mình mới mở cửa hàng ra hoặc là mình mới mua chương trình này thì đầu tiên mình sẽ cần nhập sản phẩm vô. Rồi dụ sản phẩm, ví dụ shop của mình là bán nước đây, ví dụ mình bán lon Coca Cola đi, thì nhóm này là nhóm, ví dụ mình đặt là nước đi, thì tên của sản phẩm là Coca-Cola. Coca-Cola nằm trong cái nhóm gì? Ví dụ nhóm này là nước đi, nước uống. Thì nước sản xuất là Việt Nam thì mình thay đổi cái này cũng được, nhưng mà đây mình đặt tên Việt Nam cũng được. Còn nếu các bạn nhập hàng từ nước nào đó về thì thay đổi cái này cũng được. Hãng sản xuất, hãng sản xuất này thì ví dụ như là công ty Coca Cola đây. Rồi mình có thể nhập vô cái ô tồn này cũng được. Cái ô tồn này là giống như tồn đầu, ví dụ như cái kho mình đã có rồi và mình đã kiểm kho và có số lượng rồi, rồi mình mới mua chương trình này về. Thì khi mua chương trình này về là ở trong kho đã có cái lon Coca-Cola này rồi, thì mình có thể nhập số lượng vô trong cái ô tồn này cũng được. Cái này gọi là tồn đầu. Nhưng mà nếu mà không thích làm vậy, một hồi mình nhập sau cũng được luôn. Thì ai thay đổi linh hoạt ha. Rồi thông số kỹ thuật, thì hạn sử dụng mình, ví dụ như cái này hạn dùng là 6 tháng đi, 6 tháng. Thì đối với mặt hàng này là, đối với một số mặt hàng thì nó có hạn sử dụng, thì mình nhập cái hàng nó vô. Rồi trọng lượng thì nào không quan trọng lắm, mình bỏ vào số kỹ thuật, mình cho là đọc đơn giản đi, này ghi chút thêm thôi. Rồi số lượng ví dụ như là còn 10 cái 10 lon là nó sẽ báo cho mình biết là hết hàng là phải nhập hàng mới về, ví dụ vậy. Thì là báo số lượng sắp hết, là báo sắp hết, tức là sản phẩm của mình khi nó dưới, nó bằng 10 hay là dưới 10 gì đó, ít hơn 10 á, thì nó sẽ báo mình phải nhập hàng mới về, chứ không là trong kho nó sắp hết rồi. Còn hạn dùng là ví dụ như là để 5 ngày đi, thì tức là khi mình nhập cái hạn sử dụng là 6 tháng này cộng với lại cái ngày nhập hàng của mình, thì nó căn cứ trên cái thông số 6 tháng này với cái hạn nhập là sao.
Thì khi cái này mà nhỏ hơn 5 ngày thì nó sẽ báo mình là cái này sắp hết hạn rồi. Ví dụ vậy. Rồi. Giá bán. Này thì mình đúng ra là nên tính dựa trên cái ngày người ta sản xuất á. Nhưng mà đây người ta không có cái ô nào để nhập cái ngày sản xuất vô đây hết, nên thành ra cái này nó cũng không chính xác lắm. Thế mình đoán là vậy. Rồi, giá nhập. Ví dụ mình nhập cái lon này với giá là 6.000 đi. 6.000 đồng. Thế VAT mình để là 10% chẳng hạn. Rồi, ở dưới này là giá bán lẻ về giá bán buôn. Thì giá bán lẻ là nó sẽ mắc hơn giá bán buôn một tí, nó tính thêm 10%. Còn giá bán buôn tính 5%. Thì mình cũng có thể thay đổi tỷ lệ này tùy ý mình ha. Đây là mặc định chương trình 5% với 10%, thì mình có thể thay đổi hơn chút cũng được. Như mình để đây 15% đi. Đó, thì này thay đổi này ha. Rồi. Rồi đơn vị tính thì cái này mình tính là lon đi, bấm vô chữ đơn vị nè, rồi bấm tên lon, rồi bấm lưu. Đó. Thì đây nó hiện ra chữ lon là nó chết sẵn cho mình rồi mà, rồi bấm lon lưu lại, làm xong hết phiếu lưu lại. Còn nếu ai muốn có hình ảnh thì cũng được. Bấm mở hình ảnh nè. Ví dụ mình đã tải sẵn hai cái hình lon Coca-Cola đây. Mở ảnh lên. Còn nếu các bạn không thích, mấy bạn không cần tải ảnh thì lên cũng được. Không sao hết. Để cho nó sống động dễ hình dung. Rồi, lưu. Rồi, mình thêm một sản phẩm nữa. Ví dụ như là lon Pepsi. Rồi. Nhóm nhóm nước uống luôn đây. Rồi, hãng sản xuất là công ty Pepsi đi. Các bạn biết thì bạn nhập chính xác, mà mình không biết thì mình ghi đại ha. Hạn dùng mình cho là 6 tháng đây. Này là mình ví dụ nha, chứ còn hạn dùng thì các bạn đọc trên nhãn của bao bì nha. 6 tháng số lượng còn lại là 100 nó mới không được. Dùng nhỏ hơn 50 ngày vậy đó. Giá bán ra là 6.000. Rồi ví dụ giá nó cũng là 6.000, 7.000 đi. Nó khác khác thằng kia một tí. 10% thế. Rồi. Rồi, đơn vị vẫn là lon nha. Thì mình có sẵn đây, mình check cho luôn. Rồi, giờ mình mở hình Pepsi bỏ vô. Rồi xong, lưu lại. Rồi mình thêm một sản phẩm, ví dụ là nước. Hãng sản xuất là công ty quạt nước đi. Hạn dùng cái quạt thì mình xài cho tới lúc nó hư lên là nó không có hạn sử dụng, thì mình để nó vô thời hạn luôn. Số đọc trên nhãn đi. Số lượng ít hơn 5 cái đi. Hạn sử dụng này nó không có hư nên khỏi để hạn cũng được. Rồi giá nhập, ví dụ giá 250.000 một cái đi. Rồi thế là 10%. Còn ví
ví dụ thuế mà các bạn mua đâu được 5% gì đó, hay là không có thuế gì đó thì bỏ cái đó đi cũng được. Rồi đơn vị thì đơn vị này là cái đúng không? Bấm vô đơn vị nè, bấm vô, đừng bấm vô sửa nha, bấm vô thêm mới, à, điền cái vô, bấm lưu đó, mặc định bấm sẵn vô cái luôn nè. Rồi nhóm này là quạt nước, điện, điện gia dụng chẳng hạn. Ví dụ như là mình không thích cái mã là QN3 này thì mình có sửa được hay không? Sửa được nha, bấm vào sửa. Ví dụ mình đặt mã là NT 0052 được chưa ạ? À, ví dụ thế vẫn sửa được hết. Được. Cái này tùy ý thích. Mấy bạn muốn để cái mặc định mã nó cũng được hoặc là sửa lại theo ý mình cũng được. Thì ví dụ mình làm lâu rồi sau này mình muốn thay đổi là cái mã này, không biết có được không nhưng mà mình nghĩ là được. Rồi, nhưng mà nếu như trước khi các bạn tạo chương trình, các bạn nên hình dung là mình có nên tạo mã hay không, hay là để mã mặc định như thế này, thì mình nên lập ra cái kế hoạch trước. Nếu mình muốn đặt thì mình nên tạo ra một cái quy tắc đặt mã cho sản phẩm, còn nếu không không muốn thì để gì cũng được, không sao hết. Rồi còn mã bên này là mã vạch nha, mã vạch này sẽ tự tạo ra. Thì đối với chương trình miễn phí nó không cho in cái mã vạch này hay sao, nhưng mà các bạn có thể là copy cái mã vạch này, à, rồi dán lên trên trên mạng, nó có một số tool nó hỗ trợ là in mã vạch này ra, thì các bạn có thể dán lên đó, in cái mã vạch nó ra rồi mình in ra mình dán lên sản phẩm. Thì cái này nó có nhiều tool hỗ trợ lắm, thì mình chỉ cần cái mã này mình dán lên đó là được. Thì cái mã này là một cái mã miễn phí tạo ra. Tuy nhiên là nếu ai có được cái mã, muốn có được cái mã mà chính thức á, thì nên đăng ký với cơ quan quản lý, thì người ta sẽ cấp cho mình. Thì trong mã này thì cách hoạt động của mã vạch thì các bạn có thể lên mạng, người ta hướng dẫn rất là nhiều. Nhưng mà để có được cái mã này thì mình phải đăng ký mới có nha. Còn ở đây thì mã của chương trình này tạo ra chỉ là một cái mã mà giống như là một cái mã để quản lý sản phẩm thôi, chứ không phải là một cái mã mà chính thức, cho nên là nó không quan trọng lắm, nó chỉ dùng để quản lý kho thôi, thay thế cho cái mã này nè. Sau khi mình có sản phẩm rồi thì bây giờ mình mới nhập số lượng cho sản phẩm đó, mình bấm vô nhập hàng. Thì mình chọn sản phẩm, ví dụ như là lon Coca nè, mình nhập số lượng bao nhiêu, mình nhập số lượng là 10 đi, 1.000 đi, 1.000 lon. Ở đây có một lưu ý là khi nhập là phải để ý cái tên này nha, đôi khi mình bấm cái tên này ra nhưng mà nó bị nhảy qua cái tên khác thì mình phải bấm lại nha, chứ không hồi mình lưu là nó không đúng tên, là nó thành nhập ra một cái loại khác, là nó bị sai đi. Nên là lưu ý đây là mình phải nhìn cái tên coi nó đúng chính xác chưa. Rồi Coca-Cola nhập 1.000 lon. Rồi nguồn nhập thì bây giờ mình nhập của cái đơn vị nào thì mình sẽ ghi cái đơn vị đó vô. Ví dụ mình nhập của
ty A đi. Đó. Cái nguồn nhập này khác với nhà sản xuất nha. Hồi nãy trong cái tạo sản phẩm thì mình có sản phẩm sản xuất từ cái công ty nào, cái đó là cái công ty sản xuất ra cái sản phẩm đó. Còn cái nguồn nhập này thì mình có thể mua ở ngoài chợ hay là mua trong cái quán nào đó, hoặc là có một cái đơn vị cung ứng cho mình thì mình sẽ ghi cái đó vô. Ví dụ là công ty A cung ứng cho mình này, hoặc là một cái shop nào đó, vô shop shop tiền nha. Người này cung cấp, cái shop tên là tiền này cung cấp cho mình đó nha. Rồi phí giao hàng thì ví dụ giá của cái lon này là 6.000 đồng một lon, nhưng mà tổng chi phí là mình nhập 1.000 lon là 6 triệu, nhưng mà họ có chiết khấu cho mình hay không đó. Chiết khấu tức là bây giờ 6.000, bây giờ chiết khấu cho mình 100.000 đi, 100.000 nhân với 10.000, ví dụ họ chiết khấu cho mình 100.000, tức là giá theo lý thuyết là 6 triệu, nhưng mà họ chiết khấu cho mình 100.000 thì mình chỉ cần trả 5 triệu 9 là được đó. Thế là chỗ này nên hiểu là như vậy, tức là chiết khấu chỗ này tức là cái người mà bán hàng cho mình á, giống như sale nó bán cho mình chiết khấu cho mình 100.000, thì mình là chủ mà mình nhập thì mình chỉ cần trả cho họ là 5 triệu 9 là sao. Còn có nợ không thì nhập từ đây ha. Còn đây mình trả hết thì mình nhập thẳng, để thẳng số vô. Rồi, lưu. Thì cái số này là nên để hệ thống nó chạy cho mình, đừng có nhập tay nha. Nhập tay mình nhập ô chiết khấu hay không là chứ mình nhập vô đây thì nó sai đó. Rồi. Rồi, lưu lại ha. Rồi, ví dụ là mình nhập thêm. Ví dụ mà nhập thêm ở shop ở công ty A đi. Ví dụ vậy mình nhập thêm là Coca-Cola nè, Pepsi nè. Số lượng này 500. Lương này 2.000 dù vậy đó. Thì hồi nãy là mình nhập một đơn vị một sản phẩm, nhưng mà ở đây mình ví dụ trường hợp là mình nhập ở một người nào đó, nhưng mà mình nhập rất là nhiều loại sản phẩm đó. Thì mình có thể cứ thêm 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 vô như thế này, thì để thêm như thế này thì mình đương nhiên mình phải có mã này trước đó. Rồi thì đó. Rồi người ta, ví dụ người ta giao hàng cho mình đi thì phí tức là mình là cái người nhận á, phí giao hàng là trăm 50.000 đi. À, 50.000. Tức là khi người ta chở tới cho mình, người ta có phí giao hàng là 50.000. Rồi, ví dụ người ta có chiết khấu cho mình hay không? Ví dụ có chiết khấu thì mình để chiết khấu, còn không chiết khấu mình để không cũng được. À, ví dụ thế. Ví dụ chiết khấu ví dụ không chiết khấu. À, ví dụ trong trường hợp không chiết khấu thì mình bỏ không chiết đâu không đi hết, còn đại giá là 17 triệu. Rồi lưu, bây giờ mình tiếp tục nhập hàng, nhập cái quạt nước thì các bạn có thể nhập liên tục cũng được, hoặc là đang ở đây bấm vô nhập hàng cũng được. Nhập hàng bấm vô
À, nhập hàng nó ra phía nhập hàng nè. Đó. Thì để biết là mình đã nhập được bao nhiêu lần rồi thì mình vô cái danh sách nhập nè. Đó là mình đã nhập 2 lần rồi nè. Mã nhập nè, công ty nhập nè, cái đơn vị này nhập á, người nhập. À, cái shop này không có NT. Giao hàng cho ai nè, ví dụ giao hàng cho người nhân viên của mình đi, với giao hàng 20.000 đi. Họ không có phí giao hàng không được. Để mình biết là ai là người nhận hàng thôi mà. Đó, nó cập nhật lại đây rồi đó. Thì để mình nhập tiếp. Nhập tiếp mà bấm chữ thêm này nè. Nhập tiếp. Bấm cho chỗ đó cũng được, hoặc là đang ở chỗ nhập hàng bấm như đây cũng được. Thì mình nhập thêm là cái quạt nước đó, thấy nó nhảy sai không, mình bấm cái quạt nước mà nhảy ra lon Coca nè, nên nó phải để như quạt nước đó. Số lượng ví dụ 100 cái đi. Ví dụ nhập 100 cái quạt nước. Rồi nguồn nhập, mà nhập ở đâu? Nhập ở chợ đi, nguồn là chợ trời đi đó, tức là đi ra chợ mua đại chỗ gom ít. Rồi để tự đi mua nên là không có phí giao hàng, rồi khỏi luôn, chiết khấu khỏi luôn. À, ví dụ vậy. Thì bây giờ mình đã có sản phẩm, nhập được hàng rồi, thì bây giờ mình sẽ vô kho, mình coi thử nó có những cái gì trong kho. Rồi bấm vô kho, chọn ngày, thì ở đây nó mặc định là ngày ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 31 tháng 3 này. Hôm nay mình là ngày 14 tháng 3 nè. Thì mình muốn xem trong tháng này nó nhập được nhiêu, hoặc là mình có thể chọn lại ngày tháng trong này ha, để mình xem từ ngày bao nhiêu tới ngày bao nhiêu đó. Rồi bấm tiền, tức là hiện tại trong kho thì mình có 1.500 lon Coca-Cola nè, 2.000 lon Pepsi nè, và 100 lon, 100 cái quạt nước nè. Đó. Thì đây là mã của cái sản phẩm đó. Rồi. Đó thì trong kho mình hiện tại có nhiêu đó. Bây giờ mình tới khâu tiếp theo là mình bán sản phẩm. Đúng không? Khai báo mã nhập vào kho. Rồi. Quản lý kho nè, đó. Quản lý kho thì mình chỉ vô kho mình coi thử còn nhiêu, kho còn nhiêu gì thôi, hoặc là mình này là coi tồn kho, hoặc là mình vô cái báo cáo này nè, coi xuất nhập tồn nè. Đó. Thì cũng chọn ngày tháng giống hôm nay ha. Thì trong này nó cũng báo ra là cái số lượng hiện tại là mình là có trong kho là bao nhiêu của mỗi loại, chưa thấy xuất bán nè, chưa thấy xuất hàng, cũng chưa thấy bán hàng nè, còn tồn y nguyên ha. Thì cái xuất hàng này á, là xuất đi đâu đó cho nên nó không có tính tiền, còn cái bán hàng này mới là cái nó tính tiền nè.
thì mình không biết cái xuất hàng này có tính tiền không, mình chưa nghiên cứu bên cái xuất hàng này, nhưng mà cái mình quan tâm hiện tại là cái bán hàng đây. Thì cái xuất hàng có thể mình xuất cho một cái chi nhánh con của mình, hoặc là mình xuất đi đâu đó thì chưa biết à, nhưng mà cái hiện tại mình quan tâm là cái bán hàng này nè. Thì bây giờ đã nhập vô kho rồi, thì bây giờ bắt đầu tới bán hàng. Vừa bán hàng thì bây giờ ví dụ như mình có một cái khách vô cửa hàng của mình à, họ mua là lon coca đi à, họ mua số lượng là 10 lon đi à, người bán là mình hoặc là nhân viên của mình gì đó. Ai bán thì nó sẽ mặc định người đó vô ha, ví dụ đây là mình thì nó để mặc định tên mình rồi, môi giới. Cái môi giới này á, là nếu mình bán được cho một ai đó mà có người giới thiệu người ta tới á, thì mình sẽ chi một ít tiền cho cái người môi giới đó, ở đây mặc định là khoảng 4 chấm mấy % tên tổng giá trị cái hàng mà mình bán cho người kia, để chi cho cái người môi giới đó. Còn để sửa cái phần trăm đó thì mình cũng chưa biết nó sửa ở đâu, nhưng đây nó mặc định là khoảng 4 mấy % thì à, nếu cái này các bạn chuyên sâu thì bạn có thể liên hệ và hỏi cái đơn vị mà sản xuất cái chương trình này nè, thì họ sẽ tư vấn nha. Rồi môi giới thì ở đây ví dụ như không có tên cái người đó ở đây mà mình nhập tên vô thì như nó không chịu hay sao. Để coi thử nó chịu không. Thì ở đây một cái lưu ý là bán buôn hay là bán lẻ, ở đây mình bán cho khách hàng thì mình bán lẻ, chọn bán lẻ và chọn bán buôn nó sẽ khác nhau cái giá. Ví dụ à, bán buôn là giá 6.900 đồng một lon à, bán lẻ là giá 7.500 nè đó, cho nên là lưu ý cái chỗ này ha, thì mình nên chọn bán buôn hay bán lẻ. Bán buôn là bán số lượng lớn á, còn bán lẻ là bán 1-2 lon á. Rồi nhân viên bán là ví dụ mình bán đi, phí giao hàng ví dụ mình sai người cửa hàng mình đi giao, phí giao hàng thì nếu là nhân viên của mình á, nếu người này là nhân viên của mình á, thì mình không cần phải trả cái phí giao này. Còn nếu cái người này là một cái người ngoài dịch vụ chuyển phát đồ đi, thì người là người ngoài á, thì mình phải trả phí cho họ. Thì ví dụ giao 10 lon này với cái giá là ví dụ phí chuyển phát là 20.000 đây. Thì nó sẽ tự động nó cộng như thế này ha. Không nè. Nếu là à, bây giờ ở đây là đang là 75.000 rồi nha, 75.900 đồng nè. Mình cộng phí giao hàng nha, 20.000. À, nếu mà để cửa hàng á thì tức là nhân viên cửa hàng đi giao thì nó sẽ không cộng thêm phí vô chứ tổng tiền này, nhưng mà nếu mình giao là khách hàng, tức là một cái đơn vị liên kết với mình, thì nó sẽ phải trả tiền cho người đó. Thì nó nãy là 75 giờ nó cộng đến 20.000 nó 95 nè, tức là phí chuyển tiền là 20.000.
lưu ý những vấn đề đó. Rồi, in. Thì in là một cái cũng khá là quan trọng. Ở đây thì nếu các bạn có cái máy, ví dụ mình chọn máy in nè, xem màn in nè, bấm vô này, bấm vô cái mũi tên nè, đây. Đồ ví dụ mình có thể chọn, tùy chọn in. Thì đây là một những cái thiết lập thêm của bản in, thì ai muốn chỉnh sửa trong thông số này, ví dụ phông chữ kích cỡ đó, chỉnh trong này ha, còn mình để mặc định vậy cũng được. Rồi mình có thể xem trước bản in, thì đây là mình coi lại là bán 10 lon nè, giá 75.900 nè, tổng tiền là 75.900 nè, cộng phí giao hàng 20.000 nè, thực trả là 95.000 900 đồng vậy nè, đó đúng rồi đúng không? Thì khi đúng rồi mình bắt đầu in. Thì ở đây nó mặc định là một cái máy in chuyên dụng của bên bán hàng. Thì nếu mình có cái máy in chuyên dụng này á, thì mình in được ở đây. Còn cái trường hợp mình không có cái máy in chuyên dụng này thì sao? Thì mình làm thế nào để in được cái này? Thì mình có thể in bằng một cái máy in thường cũng được. Ví dụ nó không phải là máy in chuyên dụng, mình in bằng một cái máy in thường, bất kỳ một cái máy in nào mình mua thị trường về mình cũng in được. Ở đây thì mình không có cái máy in chuyên dụng này, cho nên là mình hướng dẫn các bạn in trên cái máy in bình thường. Rồi, tắt cái này đi. Thì mình mở cái này lớn lên. Đó. Nhìn cho nó rõ chữ không gì hết đó. Rồi mình bấm cái nút in trên bàn phím á. Trên bàn phím có cái nút mà chụp màn hình lại á. Thì đó là tùy máy ha, mỗi máy nó có một cái nút khác nhau. Có máy là bấm F, N, nút print gì đó, có máy là chỉ bấm nút print là xong thôi. Thì tùy mỗi máy nó sẽ có cái nút chụp màn hình máy tính khác nhau nha. Rồi mình bấm cái nút chụp đó, như máy mình là chỉ cần bấm nút print là được. Rồi chụp xong rồi mình tắt cái này đi. Bây giờ mình mở cái bên lên. Mình vô mình gõ này là nó hiện chương trình bên đây nè. Mở bên lên, dán vô. Dán vô, giờ mình chỉ muốn in cái tờ giấy này thôi. Bấm vô đây. Quét, chọn. Click phải, kích nó. Chọn chọn new, chọn new nha. Đó, đây, chọn new nè. Thì nó hỏi có muốn lưu cái này lại không? Không, không lưu. Rồi, click phải, dán vô. Đó. Thì đây thì mình có thể in được rồi. Đây, click phải, chọn in. Thì đây là mình có thể chọn máy in bình thường. Ai có máy in nào thì mình chọn máy in đó. Rồi mình in in giống như mình in một cái office bình thường thôi, một cái tấm hình bình thường thôi. Đó là cái kiến thức này nó cơ bản nên mình không hướng dẫn tiếp nha. Đó, thì trong này mình chọn máy in rồi mình chọn in bình thường thôi. Đó. Nên là đối với các bạn mà không có cái máy in chuyên dụng của bên bán hàng thì mình in một cách đó. Còn nếu có máy in chuyên dụng thì các bạn thiết lập để in trực tiếp từ đây luôn. Nè. Giờ sau khi in hóa đơn được khách hàng xong, trả tiền đầy đủ rồi mình đây mình hướng dẫn thêm cái là ví dụ như là mình có chương trình khuyến mãi gì đi, mình khuyến mãi giảm giá cho họ 5.000 chẳng hạn đó. Ví dụ vậy, ví dụ mình có chương trình khuyến mãi giảm giá 5.000 nè. Rồi mình vô trình xem trước bản ảnh coi đúng không. Đó.
thì đây tiền là 75, 75.900 nè, phí giao hàng 20.000 nè, giảm trừ 5%, cái giảm trừ này là cái khuyến mãi của mình đó, giá tổng đúng rồi đúng không? Đó, thì mình nên kiểm tra trước, rồi trước thì in phiếu rồi cho họ rồi mới tính tiền. Rồi cho khi đúng và đủ hết rồi thì mình lưu phiếu lại. Giờ mình bán hàng được rồi. Thì muốn bán thì mình lại vô vô bán tiếp, hoặc là mình đang bán, mình đang đứng bán ở đây thì mình chỉ cần bấm thêm là được rồi, là nó sẽ hiện ra cái phiếu giống như vậy. Giờ mình bán thêm cái lon Pepsi này đi, số lượng 100 lon, 100 lon ví dụ là bán buôn chẳng hạn. À, bán số lượng lớn mà. Rồi. Có môi giới hay không? Cái người môi giới á, nè, ví dụ mình bán cho cái người đó có thông qua môi giới gì không, nó bán được tiếp thôi. Ví dụ mình có bán qua môi giới thì mình như mình thêm người môi giới vô, ví dụ như người môi giới tên là môi giới đi, tên A đi, đó. Lưu thêm nè, môi giới B đi, môi giới B, ví dụ người đó tên vậy chẳng hạn, lưu này đó, môi giới A, môi giới B nè, đó. Thì mình quay lại cái phiếu hàng của mình, chọn xưa mình lưu đi, chưa có hiện ra cái người môi giới vô cái bán hàng nè, vô danh sách bán hàng nè, vô cái đơn hàng nãy mình vừa bán nè, chọn sữa đó, bây giờ nó hiện ra cái người môi giới rồi nè. Ví dụ mà người môi giới là người 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 B đi. Rồi. Thì nó sẽ trả cho người B này khoảng 4 phẩy mấy phần trăm. Còn nếu mà không có người môi giới thì mình được cái chọn khách ngân hàng là bán lẻ hay là một đơn vị nào đó mình có thể nhập vô. Rồi. Nhân viên ví dụ là mình là người bán đi. Rồi, phí giao hàng. Ví dụ như hầu không có phí giao hàng thì không cần nhập, thanh toán như tiền mặt chẳng hạn, hoặc là chuyển khoản gì đó. Rồi xong rồi, kiểm tra đầy đủ các thông tin rồi lưu lại. Mình cũng có thể in in giống như này ha. Đó, mình không hướng dẫn lại. Rồi. Thì mình đã có hai đơn hàng rồi nè. Thì ví dụ như tên đơn hàng này nó thiếu chữ thanh toán bằng cái loại thanh toán gì thì mình vô mình sửa lại cũng được. Đó, ví dụ như đây, vô mình sửa lại thanh toán tiền mặt chẳng hạn. Lưu lại. Đó, ra liền ha, thiếu gì
điền thêm nha. Mình là admin mà, mình sửa gần như mọi thứ. Rồi, rồi cái đó là bán hàng. Bán hàng xong rồi đúng không? Giờ mình qua các loại báo cáo ha. Là báo cáo thì ở đây mình báo cáo đây ha. Thì nó là báo cáo cái đơn bán ra nè. Đó. Thì nó có mã nhập, mã bán, sản phẩm, rồi giá nhập, tiền nhập, giá bán, tiền bán vậy đó, đó lãi suất bao nhiêu ghi ra hết đó, nhân viên bán là ai dầu vậy đó. Thì cái mình quan tâm ở trong này là cái lãi suất tiền là 119.400 đồng, là sau khi mình bán được hai cái đơn này mình có lãi là 119.400 đồng nè. Rồi đây cái tổng tiền là tổng cái số tiền mình có lợi nè, mình có lời khi mình sau khi mình bán hai cái đơn hàng này nè. Hoa hồng này thì tạm thời bỏ qua, mình không biết nó lấy đâu ra cái số này, nhưng mà cái số này mình coi rồi mình không thấy, mình không có khai báo cái hoa hồng này. Rồi số tiền nhập, số tiền bán hàng, tổng lãi suất ha. Cái mình quan tâm là cái lãi suất này nè. Rồi qua chỗ hồi nãy là mình vô chỗ báo cáo đó, bây giờ mình muốn báo cáo tổng thể mình vô chữ báo cáo nè. Báo cáo lãi suất bán hàng là cái bảng nãy mình vừa coi đó. Rồi nó có báo cáo về sản phẩm bán chạy nhất nè. Đó. Nó có báo cáo về sản phẩm sắp hết hàng nè. Thì đây mình không có sản phẩm là sắp hết hàng hết nên nó không có hiện ra ha. Báo cáo về xuất nhập tồn cũng cho ngày tháng ha. Đó. Thì mình có ba sản phẩm nè, nhập nhập nhiêu đây, bán được nhiêu đây, còn tồn nhiêu đây đó. Còn mấy cái dưới thì các bạn rảnh ra thể nghiên cứu thêm ha. Ở đây bạn miễn phí hình như có cái dùng được với cái không, mình không quan tâm lắm. Có thể coi thêm như này. Rồi các loại báo cáo ha. Rồi giờ tới trả lương cho nhân viên. Thì bây giờ trả lương nhân viên thì mình phải đứng ở cái quyền admin của cái quán đó thì mình mới trả được nha, mình phải là chủ mình trả được nha, chứ là nhân viên đó, nó không vô được cái chỗ này, cái chỗ mà thu chi nè. Thì để trả lương cho nhân viên mình vô cái phiếu chi à, ví dụ mình bấm vô thu chi đi. Thu chi thì hiện tại là mình có thu là cái chỗ mình bán nè, bán hai phiếu bán hồi nãy á. Rồi chi là mình chi cái này ra để mình mua hàng nè. Đó. Đó, nó cũng khá hay. Rồi ví dụ mình trả lương nhân viên mình vô phiếu chi nè, ví dụ là mình là chủ thì khó đây, như thị dung nè, ví dụ người này là nhân viên của mình, nhân viên à, người thực hiện à, người thực hiện à, xin lỗi, nhân viên là mình nhé à, nhân viên là Nguyễn Thị Dung nè à, phí chi sinh năm, lý do chi là trả lương à, ghi chú là à, trả lương tháng chẳng hạn, ví dụ như là 100.000 à, đại khái gì ví dụ thôi nha, nó trả lương 100.000 cho nó quánh mình bỏ ăn luôn. Rồi mình có thể in ha, in cái
phiếu phiếu chi ra đó. Thì trong cái phiếu chi này có tên người nhận nè, mục đích là trả lương nè, số tiền nè, người lập phiếu nè, khách hàng nè. Ở đây thì nó có cái hai cái là cái loại này á, thì nó cho phép mình chọn máy in được, bấm vô in thì nó cho mình chọn máy in được, nó in giống như kiểu in bình thường chứ nó không không cần phải in bằng máy chuyên dụng. Cho nên ở đây thì mình chọn được, nó không bị dính cái lỗi như nãy là của cái trường hợp kia. Ở đây là mình vẫn in ở đây được, không cần phải chụp hình cái gì hết. Ở đây mình vô mình chọn máy in là mình in thôi. Rồi. Rồi, xác định lương rồi, bấm lưu. Rồi, giờ mình trả mình vô thu chi này đây có. Chưa thấy đúng không? Sao mà quản lý này không có ta, thường vô lại thôi, mà quản lý không có thôi. Rồi, người 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 thực hiện ha, đối tượng là nhân viên của mình nè, thu mình chi cho người này trả lương ha. Đó, ở dưới mình cũng có thể xem thêm là tổng chi là 48 triệu là mình chi để mình mua hàng hóa gì đó, rồi trả lương gì đó, rồi thu lại là cái số mình bán được là ở đây, rồi còn lại là cái này là còn tồn trong kho, tức là cái số này là số mình chưa có bán được đó. Nào, quản lý mình thu chi, còn thu này thì mình chưa biết trong thực tế cái phiếu thu này sẽ dùng cho cái trường hợp nào, nhưng mà chắc sẽ có trường hợp sử dụng đến cái phiếu thu này, tức là thu từ cái nguồn nào đó bỏ vô trong này. Rồi, chi ngoài thì đối với cái trường hợp chi ngoài là ví dụ như mình chi cho một bữa tiệc hay gì đó chẳng hạn, tức là cái khoản chi mà nó không có dính giáp gì hết á, chi cho đâu có đứa nào tới nó xin tiền dùng lý do gì đó chẳng hạn vậy, tức là một cái lý do vô vạ nó đâu tới không rõ nhưng mà mình phải chi chẳng hạn, thì mình cũng vô phiếu chi giống như cái trường hợp trả lương thôi. À, người thực hiện vẫn là mình ha. Rồi, mình vô đối tác nè, thì tức là người này là một người ngoài, thì nếu không có trong này thì mình vô trong cái môi giới này đi, mình tạo tạo ra cái đối tượng đó thêm tên, ví dụ như là phí rác thải đi ha, dù mình chi mình bỏ rác hàng tháng là mình cũng phải chi tiền. Rồi, phí rác thải nè, rồi mình vô cái chi đúng không, phí rác thải ra thải đây. Rồi, lý do là trả tiền à, số tiền ví dụ thường vài chục ngàn hạn à, ví dụ vậy, bao nhiêu nhập vô mình có thể in ra cái phiếu cũng được tùy ha. Rồi, lưu là như thu chi nè, phí rác thải nè,
lưu ý hả? Lưu ý thì cũng mình cũng lưu ý là khi mình chạy chương trình thời gian là mình cũng nên tính toán bằng tay lại, thử xem là chương trình nó hoạt động chính xác chưa, nó có đúng với yêu cầu mình chưa, hay là nó có phù hợp hay gì không. Rồi nếu có thắc mắc gì thì mình nên liên hệ với lại cái người tạo ra cái phần mềm này, ở giờ đây nè. Thì đây là cái đơn vị mà tạo ra cái chương trình này, thì mình có thể vô đây liên hệ với họ nếu mình có cái thắc mắc gì đó. Thì hiển nhiên là khi mới bắt đầu thì sẽ có rất là nhiều thứ mình phải quan tâm. Thì ở phiên bản miễn phí như mình sao lưu phục hồi này á, dữ liệu này thì hình như là không thực hiện được. Ở đây là mình có sao lưu được thôi. Ví dụ như là sao lưu phiên bản tên này. Bấm vào sao lưu. Đó, sao lưu thành công, nhưng mà cái này là ghi dữ liệu từ chương trình này vô một cái file nào đó ở trên máy, nhưng mà phục hồi thì không được. File đó file 14 đúng không? Phục hồi file 14 đây. Không thể thực hiện được chức năng này tại bản dùng thử, tức là cái bản này mình chỉ là bản miễn phí thôi, mình không thực hiện được. Nhưng nếu các bạn muốn thực hiện được các bạn phải mua cái bản quyền cho nó. Thì đối với những người mà cẩn thận muốn sao lưu cái này ra nhiều bản khác nhau để cái gì mà đối chiếu á, thì mình có thể mua bản quyền, hoặc á hoặc là mình làm như thế này, tức là mình vô cái báo cáo xuất nhập tù mình nè, thì mình bấm xem. Bây giờ vậy thì đây nó cũng có hiện ra à, cái trong kho mình có những cái gì cái gì cái gì nè, xuất bao nhiêu còn lại bao nhiêu, ví dụ vậy. Cái mình in cái này ra đúng không, mình có thể lưu nó lại với file Excel đó. Bây giờ mình để vào desktop đi, lưu lại. Đó, cái file này lưu vào desktop đi. Đó. Thì khi mình có cái file này rồi thì mình lỡ chương trình nó có bị hư cái gì đó thì mình dùng cái này để mình nhập lại dữ liệu. Tuy nó hơi thủ công tí nhưng mà mình vẫn làm được đúng không? Nên mình vẫn nhập lại toàn bộ những cái nãy giờ được. Mà nó không được cụ thể lắm ha. Thì nó không hay lắm mà cái trường hợp kia, nhưng mà ít ra là mình không đến nỗi là mình không quản lý được. Này. Hoặc là có thể in trực tiếp từ đây, in đây nè, đó, in từ đây thì ở đây vẫn chọn máy in bình thường, in ra thành giấy luôn chẳng hạn, ví dụ vậy. Đó. Tức là có rất là nhiều cách thực hiện. Thì nếu như mình không mua cái bản sao lưu gói dữ liệu thì mình có thể làm cách này mà in ra thành nhiều bản giấy á, rồi mình để ở đâu đó để mình quản lý. Còn nếu ai có tiền thì mình có thể mua cái USB chẳng hạn, mình mua cái bản quyền rồi cái mình mua cái USB hay cái gì chẳng hạn, cái mình lưu dữ liệu ở trong cái USB đó, cái lỡ cái hư gì đó mình lấy đó mình backup lại. Thì đó cũng là một cách, thì tùy tùy mục đích sử dụng ha. Khuyến mãi này thấy trong kia có rồi nên chắc không cần thiết. Vậy sao mình đã hướng dẫn xong về cách sử dụng cái chương trình quản lý bán hàng mà ở tính năng là sử dụng miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ha.